là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ nam mô Bụt Thầy Giác Sa Thứ Lành Thầy, chúng con kính tri ân sư minh hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, trung bộ kinh bài 106, kinh bất động lợi ích, Anicca Sabbaya Sutta, sẽ do thiền tọa Tỳ Quyền giảng giải. Chúng con kính thỉnh thiền tọa Tỳ Siêu Từ Bi giảng nhận bài học một cái thai nhé. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý tôn nữ, quý Phật tử. Như ngày hôm qua, Thượng Tọa Giác Đẳng có nói trước là hôm nay chúng ta sẽ học lại cái bài kinh Bất Động Lợi Ích. Và bài học ngày hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng đã soạn với những cái tiêu đề phân đoạn giúp cho chúng ta có một cái nhìn khái quát các cái nội dung ở trong bài học. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa Anicca Sabbaya Sutta. Tại sao bài kinh này gọi là Anicca Sabbaya? Cái phân đoạn kế tiếp, vũ dục chẳng phải chẳng những tầm thường mà còn nguy hại. Phân đoạn kế tiếp, thiền định là con đường đưa đến trạng thái không dao động. Những cái này chúng ta rất dễ hiểu. Rồi phân đoạn kế tiếp là vô sở hữu xứ và tánh không. Phân đoạn kế tiếp là phi tưởng xứ. Phân đoạn kế tiếp là tuệ quán không cần đi với an chỉ định. Về cái trường hợp mà một vị đắc đạo quả gọi là thiện khô hay là can quán giả xúc khắc vipassaka, và cái câu hỏi sau cùng mà tôn giả Ananda đã bạch hỏi Đức Phật, điều này sẽ xác định cho chúng ta biết là cái vấn đề tu tập để chứng đắc đạo quả có khi là hữu thiền, có khi là vô thiền. Và bài kinh ngày hôm nay sẽ do Thượng Tọa Tự Quyền giảng giải. Bây giờ thì trước hết xin mời cô Khima đọc bài, rồi sau xin cung thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền giảng giải. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Tha Cha. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Dạ, nên với thầy giá có lẽ là cô khi mà bị trục trặc kỹ thuật nữa rồi. Dạ, thì lần được điểm khuyết đọc chánh kinh. Bài 106 kinh bất động lợi ích. Anandasappa Yasutta. Từ đoạn 1025 đến 1029. Anandasappa Yasutta có nghĩa là hướng đi từ trạng thái bất động. Chữ sắp bài giá có nghĩa là tốt đẹp, lợi ích, tương thích. Trạng thái bất động ở đây là thiền chứng, ở trạng thái xả niệm thanh tịnh của tứ thiền và niết bàn. Trạng thái này đối lập với trạng thái tâm vần xoay theo năm cảnh dục ngoại giới, sắc, thinh, khí, vị, xúc. Nội dung bài kinh chứa đựng những Phật ngôn dạy về sự tương quan sâu xa giữa chỉ, samatha và quán, vipassana. 1025, dục chẳng những tầm thường mà còn nguy hại. Sự say đắm năm cảnh dục ngoại giới, sắc, thinh, khí, vị, xúc, chẳng những khiến tâm tư luôn bị dao động mà còn chứa nhiều hiểm họa. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tức là câu lâu, Kamasadhamma, Kimasadham, là thị trấn của dân chúng Kuru. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, các dục là vô thường, trống rỗng, giả dối, thuộc ngu si tánh. Chúng là đề tài dông dài trong câu chuyện của kẻ thiểu trí. Các dục hiện đại và các dục tương lai, các dục tưởng hiện tại và các dục tưởng tương lai, cả hai đều thuộc lãnh vực của ma, là cảnh giới của ma, là mồi bẫy của ma, là hành xứ của ma. 1026, thiền định là con đường đưa tới trạng thái không dao động. Thiền định là câu trả lời làm thế nào đạt đến trạng thái không dao động. Theo sớ giải thì trạng thái tứ thiền hay ngũ thiền theo Atidam là tầng cấp bất động được Đức Phật giảng ở đây. Có ba hướng đi của hành giả khi chứng đạt trạng thái bất động này. Một là chứng thiền làm cơ sở để sanh vào cõi thiền. Hai là chứng thiền rồi dùng thiền chứng làm đề mục khai triển tuệ giác, tức là một sự kết hợp giữa chỉ và quán. Ba là chứng thiền rồi dùng trạng thái đó làm được đầy đạt đến tầng cao hơn. Ở đây, các ác bất thiện ý này dẫn đến tham dục, sân hận, kích động, và chính những pháp ấy tác thành chướng ngại ở đây cho thánh đệ tử học tập. Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: các dục hiện tại và các dục tương lai, vân vân, cho thánh đệ tử học tập. Vậy, ta hãy an trú với tâm quảng đại, đại hành. Sau khi chiến thắng thế giới, sau khi xác định vị trí của ý, khi ta an trú với tâm quảng đại, đại hành chiến thắng thế giới, xác định vị trí của ý, các ác bất thiện ý, tham dục, sân hận, kích động sẽ không khởi lên. Với các pháp ấy được đoạn trừ, tâm của ta không trở thành hạn hẹp, trái lại thành vô lượng, khéo tu tập. Trong khi ấy, hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trở thành an tịnh trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu bất động ngay hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân ngoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến có thể tùy theo đây đạt đến bất động. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là đệ nhất hành đạo về lợi ích bất động.
Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, phàm bất cứ sắc pháp gì là bốn đại chủng, và do sắc và sắc do bốn đại tạo thành. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trở thành an tịnh trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu bất động ngay trong hiện tại, hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân ngoại mãn chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến bất động. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi ích bất động. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, những sắc pháp hiện tại và những sắc pháp tương lai, những sắc tưởng hiện tại và những sắc tưởng tương lai, cả hai đều vô thường. Cái gì vô thường, thời không đáng để được quan hỷ, không đáng để được quan nghênh, không đáng để được chấp trước. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu bất động ngay trong hiện tại, hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân ngoại mãn chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến bất động. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là đệ tam hành đạo về lợi ích bất động. 1027. Vô sở hữu xứ và tánh không. Một đặc điểm của bài kinh này là sự mô tả chi tiết về tầng thiền vô sở hữu xứ trong hai phương diện chỉ và quán, tức là định và niệm, cũng với ba hướng đi như đã đề cập ở đoạn trên. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: những dục hiện tại vân vân và những sắc tưởng tương lai, những sắc bất động tưởng, tất cả tưởng, chỗ nào các tưởng ấy được đoạn diệt, không có dư tàn, như vậy là tịch tịnh, như vậy là thù diệu, tức là vô sở hữu. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại, hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân ngoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là đệ nhất hành đạo về lợi ích vô sở hữu xứ. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử đi đến khu rừng hay đi đến dưới gốc cây và suy nghĩ như sau: trống không là tự ngã hay ngã này sở hữu. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong giới xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại, hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân ngoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi ích vô sở hữu xứ. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: ta không có bất cứ chỗ nào cho ai và trong hình thức nào, và sở thuộc của ta không có bất cứ chỗ nào cho ai và trong hình thức nào. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, trí trở thành tịnh trong trú xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu vô sở hữu xứ trong hiện tại, hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân ngoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là đệ tam hành đạo về lợi ích vô sở hữu xứ. 1028. Phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Giống như nhiều bài kinh khác và theo A Tỳ Đàm, thì cảnh giới phi tưởng, phi phi tưởng quá tế nhị để làm đề mục quán chiếu, nên ở phần này chỉ một hướng đi được đề cập. Và lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: những dục hiện tại và những sắc tưởng và những bất động tưởng và những vô sở hữu xứ tưởng, tất cả tưởng, chỗ nào các tưởng ấy được đoạn diệt, không có dư tàn,
như vậy là tịch tịnh, như vậy là thù diệu, tức là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong trú xứ của nó. Với tâm an tịnh, vị ấy có thể thành tựu phi tưởng, phi phi tưởng xứ ngay trong hiện tại, hoặc thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiếng ấy có thể tùy theo đây đạt đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là hành đạo về lợi ích phi tưởng, phi phi tưởng xứ. 1029. Tuệ quán không đi với tâm muội định. Theo sớ giải, thì tôn giả Ananda sau khi nghe bậc đạo sư giảng dạy về sự liên hệ tế nhị giữa chỉ và quán, đã nêu lên câu hỏi về khả năng thành tựu tuệ giác mà không có thiền chứng. Sukha Vipassaka. Khi được nói như vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: ở đây, bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo hành trì như vậy và suy nghĩ, nếu trước không có như vậy, thời có thể không là của ta. Nếu nay không có như vậy, thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có. Và như vậy, vị ấy được xả. Bạch Thế Tôn, một vị tỷ kheo như vậy, có chứng được cứu cánh Niết Bàn không? Ở đây, này Ananda, một số tỷ kheo có thể chứng được cứu cánh Niết Bàn. Và ở đây, một số tỷ kheo có thể không chứng được cứu cánh Niết Bàn. Do nhân gì, do duyên gì, Bạch Thế Tôn, ở đây, một số tỷ kheo có thể chứng được cứu cánh Niết Bàn. Và ở đây, một số tỷ kheo có thể không chứng được cứu cánh Niết Bàn. Ở đây, này Ananda, một tỷ kheo hành trì như vậy và suy nghĩ, nếu trước không có như vậy, thời có thể không là của ta. Nếu nay không có như vậy, thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có. Và như vậy, vị ấy được xả. Vị ấy quan hỷ trong xả ấy, quan nghênh chấp trước xả ấy. Do vị ấy quan hỷ trong xả ấy, quan nghênh chấp trước xả ấy, thức lệ thuộc xả ấy và thủ trước xả ấy. Có thủ trước, này Ananda, vị tỷ kheo không chứng cứu cánh Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo ấy thủ trước là thủ trước chỗ nào? Này Ananda, phi tưởng, phi tưởng xứ. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy thủ trước như vậy là thủ trước tối thượng. Này Ananda, vị tỷ kheo ấy thủ trước như vậy là thủ trước tối thượng. Này Ananda, đây là thủ trước tối thượng, tức là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Ở đây, này Ananda, vị tỷ kheo hành trì như vậy và suy nghĩ, nếu trước không có như vậy, thời có thể không là của ta. Nếu nay không có như vậy, thời có thể không là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có. Như vậy, vị ấy được xả. Vị ấy không quan hỷ trong xả ấy, không quan nghênh, không chấp trước xả ấy. Do vị ấy không quan hỷ trong xả ấy, không quan nghênh, không thủ trước xả ấy, thức không lệ thuộc xả ấy và không thủ trước xả ấy. Không thủ trước, này Ananda, vị tỷ kheo chứng cứu cánh Niết Bàn. Thật ví diệu thai, Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai, Bạch Thế Tôn, chính mười y cứ sự này sự kia. Bạch Thế Tôn, sự vượt thoát dòng nước mạnh đã được Thế Tôn nói lên. Nhưng Bạch Thế Tôn, thế nào là thánh giải thoát? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Những dục hiện tại và những dục tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, những sắc pháp hiện tại và những sắc pháp tương lai, những bất động tưởng, những vô sở hữu xứ tưởng và những phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, cái gì thuộc tự thân là tự thân. Đây là bất tử, tức là tâm giải thoát không thủ trước. Này Ananda, đây là đạo lộ về lợi ích bất động được ta thuyết giảng. Đạo lộ về lợi ích vô sở hữu xứ được ta thuyết giảng. Đạo lộ về lợi ích phi tưởng phi phi tưởng xứ được ta thuyết giảng. Là sự vượt qua dòng nước mạnh do y cứ sự này sự kia được ta thuyết giảng. Thánh giải thoát được ta thuyết giảng. Những gì, này Ananda,
vị đạo sư cần phải làm. Vì lòng từ mẫn mưu tìm hạnh phúc cho các đệ tử, những điều ấy đã được ta làm. Vì lòng từ mẫn của ta đối với ông, này Ananda, đây là những gốc cây, đây là những khoảng trống. Hãy tu thiền, này Ananda, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời dạy của ta cho ông. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá Bày, chánh văn đến đây đã chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh thượng tọa tuệ nguyện từ bi thuyết giảng bài học. Nam Mô Bố Thầy Giá. Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. À, cô Lan Nhà Nguyện chuyển với cái bài qua dịch ra chát trong sư để xem tiện bài thân dỗi nhiều hơn. Cảm ơn cô. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và đến chúng tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đảm, Thượng Tọa Xuất Thân, Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Tự Tri cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwadin Soakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Savakasankho Sankang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, Nguyên Nhân và Lực Tam Bảo, Hành Giáo Hội, Đức Tăng, Đức Tăng. Quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong giác pháp. Nam Mô Bổn Sư. Kính bạch kính thưa quý vị, hình như chúng ta đã được nghe hai cái bài kinh hôm nay. Quả thật thì là một bài kinh mà có thể nói rằng là rất là đặc biệt. Vì sự dĩ nói cái điều đặc biệt là ở đó nó về một cái gọi là cái kinh gọi là Anicca-sappaya, tức là bất động tâm, và chúng ta được nghe đọc và được thấy trong kinh văn thì chúng ta thấy cái chữ bất động, chữ sappaya nghĩa là tốt đẹp và lợi ích đó. Thì và từ cái chỗ mà cái chữ sappaya này, đó là các trạng thái của các thiền chứng, và nói đến một cái sự an lạc, một cái sự thanh tịnh của Niết Bàn. Nói cái sự bất động thì nó có hai cái trạng thái bất động. Một trạng thái bất động thuộc về Niết Bàn là một trạng thái bất động, nó vĩnh viễn, nó không bao giờ bị đau khổ, không bao giờ trở lui, không bao giờ tái lặp lại. Còn ngược lại, cái sự bất động của các thần thiền, dầu cho là thiền Bồ Tát cũng sẽ là sẽ trở lại. Sự bất động nó chỉ mang tính tạm thời. Tâm của tất cả chúng sinh sẽ gì mà đau khổ bởi vì chúng ta còn dính mắt. Dính mắt với cái gì? Dính mắt với cái sắc đẹp, với cái tiếng hay, với cái mùi thơm, với cái vị ngon, với cái xúc lạc. Và sự dính mắt đó chính là gây đến đau khổ cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta đọc nhiều kinh văn, Đức Phật Ngài giảng thuyết chỉ đưa lên một cái lý do đau khổ của chúng sinh và tham ái chủ trì là dính mắt và chạy theo với sắc đẹp, với tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, hay là sắc xúc, sắc thinh khí vị xúc pháp. Và cứ như thế nó nhốt và nó giam hãm tất cả chúng ta. Mà cái trạng thái của sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc trên cái nhìn của các bậc thánh và các bậc trí tuệ thì nó tầm thường và nó ngắn ngủi. Và thực tại sao nó tầm thường, nó ngắn ngủi? Nó rất tầm thường, nó ngắn ngủi là cái lạc ở trong cái dục của sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, nó rất là nhanh, nó rất là lẹ và nó chóng phai chóng tàn. Còn ngược lại, cái lạc của thiên á thì nó lâu và nó đặc biệt nữa. Nhưng điều mà cái tâm phàm phu vì sao động, vì phóng dật cứ chạy theo nó, cái điều này quý vị nhớ như vậy, cứ sao động, cứ chạy theo nó lệ thuộc, tham ái, làm nhân làm duyên, bị ác ma cột trói. Mà tâm của chúng ta tất cả, có nhiều người buổi ban đầu an tịnh, buổi ban đầu xả bỏ, nhưng đều bị một cái dục tiềm miên, sân tiềm miên, nghi tiềm miên, mạng tiềm miên, vân vân,
khởi sanh lên, vị ấy vẫn có những trạng thái tham muốn trở lại. Có nhiều người đầu tiên tu thì rất là ly dục, rất là thiểu dục. Chúng ta gọi là cái sự thiểu dục thì nó tốt hơn. Rất là thiểu dục, nhưng một thời gian thì vị ấy là bị chướng đoạn lại. Nó cũng một điều mà chúng ta cũng dễ hiểu, tức là chúng ta đã nghĩ rằng vị ấy bị sa ngã hay là như thế này thì nó không phải như vậy mà. Bởi vì cái tâm phàm thì nó dễ dàng lắm. Cái thiện chúng ta chứng nó khó, chứ nó đực thì nó rất là dễ. Thì cũng như thế đó. Cho nên cái sự tu tập để mà đoạn trừ, để mà ngăn ngừa các trạng thái của dục đó, nó là một cái điều đầu tiên để chúng ta mới tiến tu, mới tiến lên nữa. Có một số người khi mà tu tập đó, mới chỉ đè nén và áp chế một số phiền não, chúng ta gồm số phiền não mà nó chạy theo, tức là tâm phóng dật nó chạy theo sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc hoặc sắc thinh khí bị xúc pháp hưởng cái dục đó. Bây giờ người ta đè nén và bỏ nó, ngăn trừ nó, thì kính thưa quý vị, cái tâm họ nó được an vui, cái tâm của họ nó được tốt đẹp. Một cái điều mà quý vị biết, ly dục đi áp thiện pháp chứng bệnh sơ thiền một cảnh thi là do ly dục sanh. Bao nhiêu đó thôi mà không dễ dàng ly dục đâu. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là tu tập các đời chúng ta thấy một sự tinh tấn, một cái sự an lạc, cái được xác chứng cho người này chứng sơ nhị tam tứ thiền, mà không có thể nói như vậy được. Một cái trạng thái ly dục của vị ấy mà phải nói rằng tất cả hình thái của cuộc đời, hình thái của cuộc đời vì ấy cảm thấy rất nhẹ nhàng. Sắc đẹp, rất đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, nói chung là tiền bạc đô la, cái gì mà đẹp đẽ, nhà cửa, rồi người hầu người hạ, vợ chồng con cái gì, tất cả những thứ đó nó đều là rất là nhẹ trong cái nhìn của cái mà cái ly dục. Bởi vì đó thú vị, nó cũng là phải nói, nó đạt đến trạng thái rất là tuyệt vời. Cho nên chúng sinh thường thường bị cái sự cột trống mà nó mang tính tầm thường và nó tính nguy hiểm. Bởi vì sao vậy? Ở trong cái bài kinh vị ngọt đó, Đức Phật này cũng xác nhận, tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, nó là có vị ngọt. Nhưng ta nói rằng sắc đẹp tiếng hoa hay mùi thơm vị ngon xúc lạc này, nó sẽ vô thường, nó sẽ biến đổi, và nó sẽ mất đi. Hãy từ bỏ, hãy đoạn trừ. Tinh thần của Phật là dạy như vậy. Để chi? Để chúng ta không có bị ái chấp. Một người mà bị dính mắc về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc thì người ấy không thể tiến tu, tâm không thể an lạc. Mà tâm không có an lạc là làm sao mà tâm được tỉnh, được chúng ta tạm gọi thanh tịnh hay tỉnh thức được. Mà không an lạc hay tỉnh thức được thì tâm không thể nào mà bất động được. Mà nếu mà tâm phàm nữa thì nó là một vấn đề hết sức lớn nữa. Khi nào mà khi chúng ta thấy cuộc đời mà cái vui, cái buồn, cái tham dục, cái sân hận mà chúng ta biết đè nén, biết áp chế, biết vượt qua được, chúng ta không bị dao động, thì quả chăng thì do cái gì? Do cái sự tu tập. Mà sự tu tập đó, một là chỉ hai quan, tức là tu tập về thiền chỉ, tu tập về thiền quán. Cho nên ở đây muốn vượt thoát cái sự cột trói đó là chúng ta phải tu tập thiền định. Mà sự tu tập thiền định này nó đòi hỏi hết sức là đặc biệt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà định một trạng thái dán tâm vào một cảnh hay một đề mục, không có bị tán loạn, không có bị nó phóng dật, nó xuất hiện. Mà khi như thế thì kính thưa quý vị, thì các dục nó không khởi sanh. Cho nên chúng ta thấy ở trong đây, khi mà nói rằng khi mà vị ấy, tâm của vị ấy coi như là
là khi mà tu tập về đạt được các tầng thiền, ở đây nói liên quan tới các tầng thiền vô sắc, nhưng chúng tôi chỉ nói một ở cấp độ dưới thôi, là khi mà tâm của chúng ta nó an trụ để chúng mà đắc các cái tầng thiền, thì dù cho sơ nhị tam tứ thiền hay là ngũ thiền, thì khi mà chứng đắc được các cái tâm thiền đó, đó thì các dục nó được đè nén, nó được áp chế. Các cái tâm sân động cũng vậy, nói chung là tâm tham, tâm sân hay là tầm, coi như là dục tầm, dục tứ, được vị ấy có thể nhốt lại, có thể ngăn lại, có thể đè nén lại. Và các vị ấy chứng đắc các tầng, hay là ngay cả các vị ấy tu tập lên các tầng thiền của vô sắc cũng như thế. Thì ở đây nó có một cái điều là một cái điều mà chúng ta cần phải có cái sự lưu ý, đó chính là đối với một vị tu tập á, một thứ nhất người ta một tu tập chỉ quán song tu, hay là người ta tu tập chỉ trước rồi quán sau, hay là người ta chỉ tu tập thuần tí thiền quán như hồi nãy sư tự siêu dẫn nhập đã nói đó, thì vị ấy vẫn chứng đắc được, chứ không cần phải mà cái tâm bất động này. Ở đây kinh văn chúng ta đọc qua từ đầu cho đến đoạn giữa và đoạn gần cuối thì vẫn xác định rằng do cái sự tu tập, do cái sự áp chế, do cái sự đè nén của trạng thái thiền định, tức là thiền thiền chỉ, mà vì ấy tâm của ấy mang tính bất động của các tầng thiền, chẳng hạn như là không vô biên thức, vô biên vô sổ, vi tưởng vi tưởng sơ. Quả thật mà chúng ta học và chúng ta được ví dụ như là đá đè cỏ vậy đó, thì cỏ lúc đó nguyên tảng đá nó đặt lên đó thì không thể nào mà cỏ nó có thể sanh trên đá được, nhưng trong thời gian tảng đá nó mất đi thì cỏ nó sẽ sanh lên từ đó. Cũng vậy, tâm mà chứng đắc thiền, bây giờ mới mốt hết thiền ngoại thiền nó biến diệt thì phiền não vẫn khởi sanh lại, thì cái động tâm nó vẫn khởi sanh lại, và chúng nó không còn tốt đẹp, không còn tương thích nữa, mà không còn trạng thái ở của thiền nữa. Cho nên vì vậy cái sự tu tập nó đòi hỏi người đệ tử khi mà biết buông bỏ, biết xả bỏ cái gì, cái tâm tham chấp của mình. Dục đó dầu cho là quá khứ, hiện tại hay là vị lai, nó khởi sanh lên đều là bảy mồi của ác ma, là hành xứ của ác ma. Dầu cho là đó của dục giới, của sắc giới, của vô sắc giới, cái tham ái đó, cái sân độc đó, nó đều đi theo ta nếu như ta không có pháp đối trị. Chúng ta biết Đức Phật Ngài chứng nghiệm cái chân lý giải thoát đặc biệt và thù diệu, đó chính là con đường thánh đạo tám ngành. Chúng ta nhớ như vậy. Một vị tu tập chứng đắc sơ thiền sanh về cõi sơ thiền, chứng đắc nhị thiền sanh về cõi nhị thiền, chứng đắc tam thiền sanh về cõi tam thiền, chứng đắc tứ thiền sanh về cõi tứ thiền, và tiến tu nữa bỏ sắc giới này, vì ấy hướng tâm tới vô sắc. Sắc này nó còn biến hoại do tứ đại hợp thành, do bốn đại tức là đất nước lửa gió hợp thành, cho nên nó phải bị già, bị bệnh, bị chết, nó sẽ biến đổi. Bây giờ ta làm sao tu tập, chúng ta hướng tâm tới không còn cái sự ảnh hưởng của bốn đại này nữa, của y đại sinh này nữa, để nó theo chúng ta, vì hướng tâm tới vô sở hữu, xin lỗi, tới vô cõi vô sắc, tức là không sắc. Nhớ như rõ như vậy, hướng tâm tới cõi không còn sắc nữa, bởi vì cảm thấy nó bị vướng bận. Khi vị ấy cảm thấy dục nó vướng bận, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc vướng bận, vị ấy buông bỏ cái dục đó, vượt qua được, chứng đắc các tầng thiền và sanh về các cõi thiền. Sau khi sanh về các cõi thiền đó, cảm thấy nó vẫn còn bị giới hạn nữa, và vị ấy cứ tiến tu tới cả phi tử vi phi tử sư. Cho nên người nghĩ hướng tâm là như vậy, nhưng khi nếu chúng ta học vi diệu pháp đó, chúng ta mới biết được, thì làm cái gì làm cũng còn ở trong cái sự trói buộc của tam giới, vẫn còn ma giới, vẫn còn trong ma giới mà nó kiềm tỏa được. Ma giới ở đây
tức là ma giới của cái sự sanh, sự diệt của danh và sắc này. Ma giới của cái gì? Của cái tham ác, của cái sân ác, của cái tà kiến ác, của cái sân, của cái tật, của cái lận, của cái hối, của cái tham, cái tà kiến, cái mạng, của vô tầm, vô quý, của phóng dật. Rồi nó sẽ bần xoay. Và chúng ta, kính thưa quý vị, chúng ta đã từng rất 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 nhiều lần bần xoay trong tam giới này, ở cõi khổ, cõi vui cũng như thế, ra và vào rất nhiều lần. Nhưng chưa lần nào chúng ta ra vào ở cái trạng thái của tâm bất động, mà không còn vui, không còn buồn, trạng thái tịnh tịnh vắng lặng, tức là thấy niết bàn đó, chúng ta chưa bao giờ bắt gặp, chưa đi vào cứu cánh giải thoát, chúng ta chưa vào đó. Chứ còn tất cả mọi thứ, tất cả chúng ta ở tại nơi đây đã ra đã vào, chư Tôn Đức Tăng cùng chư Phật tử trong độ luân hồi của mình. Cho nên khi mà tu tập đó, họ mới thấy tiến tu lên nữa, thì họ thấy như này chúng tôi đã nói, thấy nó còn vướng bận, thì họ cảm thấy bây giờ tu tập đến không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu. Bây giờ ngay chỗ vui ở đây nói về cái vô sở hữu và vị tổng viên thể xứ, thì cảm thấy cái tự ngã là ta hay tự ngã không là ta, trong ta không có tự ngã, trong tự ngã không có ta, bởi không chấp. Ngay ta không chấp bởi vì nó tánh không, vạn pháp không, mà vị cứ nghĩ rằng nó không có cái gì cả, nó bị biến đổi, nó bị cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã. Ở đây khi mà chen được vô cái tâm đó là cái vị ấy tu tập thiền chỉ, mà vị ấy sau đó vị ấy tu tập thiền quán. Nhớ, quý vị nhớ rõ chỗ này thì vị ấy mới biết được, mới đoán được, biết được rằng rồi cái này nó cũng sẽ bị vô thường, rồi cái này nó cũng sẽ bị khổ não, và cái này cũng bị vô ngã, bởi các pháp nó vô ngã. Vị ấy biết được như vậy mới vượt thoát nó, mới vượt ngoài cái hệ lụy của ác ma được. Mà cái hệ lụy của ác ma ở đây nó rất là đặc biệt. Nếu chúng ta thấy dầu cho những sắc tưởng, dầu cho những dục tưởng, sắc tưởng vân vân, cái gì mà nó thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, nó còn, nó đã sanh hay là nó đã diệt gì, tất cả mọi cái sắc đó, cái xứ đó, nó đều đã đi qua. Vậy không có dừng lại ở cái vô sở hữu này, và ngay cả luôn không có dừng lại ở cái phi tưởng, phi tưởng xứ này, bởi vì nó rất là vi tế, gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ, mình rất 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 là nhẹ. Thì ở đây chúng ta chỉ nói ở chỗ cái vô sở hữu thôi, thì vị ấy cảm thấy rằng nó không là cái có cái gì cả. Cho nên vì vậy khi chúng ta biết được, hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy được, nói rằng vạn pháp không thì có cái gì, tất cả là không. Nếu mà không vậy thì vạn pháp là không, cho nên mang tới cái tánh không. Thì ở đây chúng ta nói nhiều cái triết lý, cho khi mà chỗ này thì cần phải hiểu biết một cách rõ ràng về lý tính, về sự tính và lý tính, chúng ta mới nói lên cái điều này. Chứ chúng ta đừng có đứng trên một cái bệnh viện, chúng ta nói các pháp là không, vạn pháp là không, hãy chấp trong cái không cũng là chấp cái không khác. Nó vạn pháp không có, mà câu chuyện chúng ta cũng đã chấp trong cái không đó. Dạ. Cho nên ở đây mà sự tu tập của người cũng như vị thánh đệ tử Phật á, tức là không có chấp không, chấp có gì cả. Vì ấy cũng cảm thấy rằng tất cả nó vận hành theo cái nhân duyên. Nếu như là các pháp hữu vi thì nó sẽ bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã nó chi phối. Cái tướng hữu vi, cái pháp hữu vi là nó vô thường mà. Như Kim Cang nó nói, nó phạm sở hữu tướng giai thủy hư vọng. Đã nói đến cái gì? Cái sắc tướng của hữu vi nó là không. Bởi vì sao? Nó sẽ bị cái sự vô thường, bị cái sự biến đổi. Đừng có nói chi là sắc thân này, cái tâm tư này, mà ngay cả vật vô tri kia, là hòn núi này, ở nơi cái cảnh giới nọ, nó cũng đều là
nó cũng đều là biến đổi. Chúng ta thấy nó thế mới có gọi là kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, kiếp không của kiếp trái đất này. Và thân chúng sinh con người thì nó có cái gì? Có sinh, trụ, diệt của tâm thức, mà nó biến chuyển vô cùng, vô cùng, khôn cùng. Còn trạng thái của các pháp do duyên của tứ đại mà tạo thành. Đó chẳng hạn như là, mà nó thuộc về vô tri vô giác ấy, chúng ta tạm gọi như vậy, như là sông ngồi, biển đảo, hoặc là núi non, rừng rậm, cảnh vật này, hình tượng kia. Thì ngọn núi đó rất là nhiều ngàn năm, nhiều trăm năm, biển hồ đó biết bao nhiêu là thời gian, nhưng nó cũng sẽ vô thường. Mà chúng ta coi hay chúng ta xem, chúng ta đọc những cái đoạn kinh, đoạn phim, hay xem những cái đoạn phim nơi đây ngày xưa kia nó là một kinh đô uy nga tráng lệ, nhưng giờ đây nó chỉ là rừng rậm. Thì chúng ta biết, thí dụ như vào thế kỷ thứ 12 ở tại Angkor Wat, nó là một cái đền Angkor khủng khiếp. Nhưng vào cuối thế kỷ 19 bắt đầu chìm trong quên lãng, nó là rừng rú. Thì người ta mới phát hiện ra nó có một đền đài nguy nga. Rồi nhiều chỗ khác ở trên cái quả đất này, khi người ta phát hiện ra thì ra ở dưới đại dương nó có nhiều cái thành quách mà hết sức là xa xưa. Ở trên đó nó có những cái tượng đài, hay có những cái lâu đài, nó có những cái ngôi nhà nó nguy nga. Nhưng do cái sự từng hoàng tế nguyệt của cuộc đời, và cũng như do cái sự biến thiên, do cái sự bất hòa của tứ đại mà chúng ta gọi là thiên tai quả hoạn đó, nó biến chuyển. Khi đọc những kinh văn và chúng ta thực tế thì chúng ta thấy cái tuệ giác của Phật khủng khiếp. Ngài tường tri quá khứ, hiện tại và tương lai một cách đầy đủ. Và Ngài gửi tới cho đời một cách chung. Tất cả pháp nó cũng đều chịu vận hành của các pháp hữu vi. Tất cả pháp hữu vi là vô thường, tất cả pháp vi là vô ngã. Hỡi này các vị tỷ kheo, nhớ lời tối hậu lao phận mình, hữu vi là pháp cấu sanh, vô thường bị độ hình huệ tiêu. Như Lai căn dặn một điều ráng lo, tu tập chớ nhiều dễ vui. Là như vậy đó. Các ngươi sẽ thấy tất cả pháp nó biến chuyển do theo cái sự vô thường. Chúng ta đừng có cho rằng là chấp trước, chấp không, chấp có, hoặc là nó là vô sở hữu, hoặc nó là phi tưởng, phi vi tưởng xứ gì cả. Vạn pháp nó đi theo một cái quy trình. Thì cái sự tu tập có những vị tu tập như chúng ta nghe đó, tức là tu tập thiền quán, rồi sau đó tiếp tục tu tập thiền chỉ, chứng đắc thiền chỉ, rồi vị ấy tu tập thiền quán, hay là vừa chỉ vừa quán, vị ấy tu cùng một lúc, vân vân. Điều này thì nó rất là đặc biệt. Còn thường thì một vị ấy chứng đắc thiền chỉ trước và tu tập thiền, chứng đắc thiền quán. Hoặc nhiều khi có một vị ta tu tập thiền quán không, mà không tu tập thiền chỉ, mà hồi nãy sư phụ thầy siêu nói cũng như là chứng đắc a lán thiền khô. Mà chính ngài A Nan hỏi đức phật ngài cũng xác định như vậy. Có những lúc bất động tâm giải thoát mà vượt qua, không có bị chấp ngã, không có bị chấp ở quỷ, bị vượt qua, tức là bị không cần kinh qua những cái cõi thiền, cõi giới này, hay hoặc là sơ nhị tam tứ thiền, mà vị ấy đi trực chí, chấm dứt sinh tử khổ đau, bất động tâm giải thoát. Còn những vị khác thì người ta đi theo từng tự, đi theo y cứ, đi theo một cái tâm mà đầy đủ và đạt được cái sự tốt đẹp. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái tâm tu tập của một con người nó đặc biệt vô cùng. Để cái tâm mà được yên vui đó, cái tâm đó nó nổi, không có bị dục chi phối. Một con người
chúng ta gọi là ăn ngon ngủ yên, là do tâm không có bị phiền não. Mà nếu như tâm bị phiền não, một là thân bệnh hay tâm bệnh, thì không thể nào ăn ngon ngủ yên được. Mà nếu như không ăn ngon ngủ yên được, là do tâm nó dao động. Mà tâm dao động, tức là tâm nó bị động, nó bị lao chao, và nó bị không có định tĩnh thời, chúng ta sẽ rất là mệt mỏi và rất sẽ đau khổ. Một cái người tu mà tâm lao chao, tâm bị loạn động, vì ấy sẽ khó có thể tiến tu và tồn tại đời sống tu. Chúng ta biết buông bỏ, chúng ta biết không có chấp thủ, không có chấp trước, biết buông xả, biết xả bỏ ra, thì cái đời sống của mình nó đỡ đau khổ. Đi đường xa không có mang đồ nặng. Cho nên đã quá nhiều đau khổ, chấp thủ oán hờn, giận hờn, yêu thương, nếu chúng ta có thể biết buông bỏ xuống được, buông bỏ xuống bớt, thì chúng ta được nhẹ nhàng. Bằng ngược lại, càng kẹo sơn gắn bó, càng chấp thủ nhiều chừng nào, thì sự đau khổ sẽ nhiều chừng đó. Chúng sinh già chết khổ sầu, do nhân tham ái khởi đầu vô minh. Cái sự sanh tử, cái sự truyền miên, cái sự luân hồi trong tam giới này, và tích sẽ mất ba đô quá gia tham mô, tức là liên quan tương sinh, khổ đau, nhân quả như thế. Từ đời này sang đời nọ, đã là một vần xoay mà tâm tư của chúng ta đã đau khổ chạy theo nó rồi. Cho nên hiểu biết được như thế, một người đệ tử sẽ không bao giờ để cho tâm mình phải vọng động, để cho tâm mình phải dính mắc, để cho tâm mình phải chạy theo. Sự đau khổ đó, sự dính mắc đó, mình chết mình sẽ đi về đâu? Đây là chuyện mà tất cả chúng ta luôn luôn có sự suy nghĩ. Mình đang tu như thế này, hay mình đang sống như thế này, rồi mình chết mình sẽ về đâu? Rồi mình đi về đó, rồi tiếp tục nó như thế nào? Là một cái tầm tứ, một cái ước mong, là một cái suy nghĩ tưởng tri của mình hết sức là lớn. Nhưng điều này Đức Phật này, Ngài dạy chúng ta không có được có nhiều cái tự sự suy nghĩ như vậy. Cứ biết tu tập. Tu tập ở đây vì ấy biết, biết cái gì? Biết an tịnh, biết khắc chế, để tâm của mình không có bị vọng động. Nếu mà tâm bị vọng động nhiều, là chúng ta biết chúng ta sẽ về cõi khổ. Mà nếu như tâm được an tịnh, thì chúng ta về cảnh giới an lạc. Mà tâm được thanh tịnh đó là phải được tu tập. Tâm được an tịnh, tâm được không có bị lao chao đó, là tâm phải được tu tập chỉ bật là quán. Mà nếu như tâm không được tu tập chỉ và quán, mà tâm lao sao, tâm lộng đầu, thì chắc chắn rằng sẽ đưa đến cái sự đau khổ sinh tử. Thì kính thưa quý vị, đành rằng cái thiền chỉ nó không có tốt đẹp một cách nguyên viễn hay là cao cả như thiền quán, nhưng đạt được thiền chỉ, chứng đắc sơ nghiệp tứ thiền, không phải là một vấn đề đơn giản đâu. Không phải là một vấn đề mà dễ dàng đâu. Mà nó rất là khó. Chúng ta quen tu tập từ tiền thân nha quý vị,
và nhân duyên từ tiền thân rồi đó, và đời sống này chúng ta sống nó ly dục thì vẻ rất dễ dàng thể nhập, rất dễ dàng thành tựu bất động tâm giải thoát một cách tạm thời. Thường tâm một chúng sinh do phóng dật, do tham ái làm nhân làm duyên, dễ dàng lao chao và chạy nhảy từ cảnh này bắt qua cảnh kia, từ tâm này hướng vọng ước mong điều này sẽ xuất hiện cho ta, điều kia sẽ khởi lên cho ta, và rất 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 nhiều nhiều lần. Mình nghĩ rất nhiều ở trong cuộc đời này nó sẽ như thế này, và tương lai nó sẽ như thế kia, hay quá khứ ta như thế nào, là một cái sự suy nghĩ mà nó miên man khôn cùng trong cuộc đời. Tuy nó ngắn ngủi 60 năm cuộc đời, chúng ta thấy nó chỉ là một ngày của cõi tứ đại thiên vương, nó là nửa ngày của cõi đạo lợi, vân vân. Chúng tôi đang nói cái cõi chư thiên thôi, mà cái cõi lạc của mình á, mà mình tham sống gọi là 60 năm cuộc đời hoặc là 70 năm cuộc đời thì chỉ là một giây một phút của các cõi thiền cao cả, như là cái cõi trời vô sắc giới. Thì cái thiền lạc người ta dài như vậy đó, cái dục lạc người ta dài như vậy, và nó cũng bị cái sự vô thường kia. Cho nên gọi là cái chữ tầm thường, xin nhắc lại buổi ban đầu, tức là nói rằng cái chữ tầm thường nó như vậy đó. Cho nên người tu tập biết buông bỏ, biết vượt qua tất cả, và vẽ thành tựu với cái sự thành tựu, ngay cả ngay chỗ tuệ quán mà không đi với cái tam muội, đây chính là vẽ tu tập thẳng tiến luôn, không ghét các cái trạm, hay do không có cái duyên với cái thiền chỉ, không có ghé ở cái trạm của thiền sắc giới, của thiền vô sắc giới, mà vẽ đi thẳng tu tập thiền chứng, xin lỗi, tu tập tuệ quán, diệt trừ vượt qua mọi chấp thủ và mọi xả chấp, vẽ được vượt qua và thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn. Cái sự tu tập đó luôn luôn đòi hỏi một con người cái đường đi nó dài hay đường đi nó ngắn, đường đi xuyên qua tam muội thì nó nhiều cảnh đẹp, chúng ta tạm gọi như vậy, nó nhiều cảnh đẹp để cuối cùng chúng ta về đích. Nhưng có những người không thích cảnh đẹp, không cần ngó cảnh đẹp, mà người ấy có thể đi thẳng luôn, tức không qua tam muội. Tức là vẽ chứng đắc thiền khô và trực chỉ, tức là chứng đắc coi như thánh quả luôn, chứng đắc sơ quả nhị đạo, nhị quả tam đạo, tam quả, và chấm dứt sinh tử khổ đau, thành tựu niết bàn. Đây chính là một giá trị tu chứng trực tiếp. Còn ngược lại, có thể chứng đắc sơ thiền rồi vì ấy tu tập thiền quán, chứng đắc được sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, hoặc chứng đắc nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, vân vân. Thì tùy theo khả năng và tùy theo cái giới mức và trình độ của cái tu tập của từng cá thể, của từng cái vị đệ tử. Cho nên khi mà chúng ta thấy ở trong kinh chúng ta vừa nghe nói, tức là những cái dục hiện tại tương lai vân vân, sắc pháp hiện tại tương lai, những cái bất động của tưởng, hay là vô sở hữu tưởng, phi vi tưởng xứ, cái gì thuộc về tự thân, hoặc là cái gì thuộc về tự thân là tự thân, hay là cái gì thuộc về là tâm giải thoát. Đức Phật Ngài nói Ngài đã giải hết tất cả, Ngài đã thuyết hết tất cả, Ngài đã chỉ qua tất cả, đã vượt qua cái dòng nước mạnh đó. Nhưng người mà được cái thánh tâm giải thoát của chính Ngài
tức là người ấy không còn cái sự sanh tử, không còn cái sự khổ đau. Đây là giá trị bất động tốt đẹp nhất. Tâm gọi là biết bất động mà nó có một giá trị cao cả, mà gọi là anh anh chá sa ba giá, là cái giá trị tịch tịnh vắng lặng, không còn khổ đau, không còn phiền não. Bởi vì Đức Phật ngày cứ khuyên hãy đi về, các đệ tử hãy tu tập, chớ có hối hận về sau. Tức là chúng ta đã bỏ qua một cái điều kiện tốt, chúng ta đã bỏ qua một cái lời dạy của chính Ngài. Là như vậy đó quý vị, rất là đặc biệt. Và hãy tu tập, chớ có phóng dật, chớ hối hận về sau. Đây là lời dạy của ta. Thì phải nói rằng là để đạt được một tâm, dĩ nhiên tâm của chúng ta làm sao mà nói rằng bất động dễ dàng được, tâm mình an tịnh một cách dễ dàng được. Nhưng kính thưa quý vị, biết buông bỏ, biết bớt chấp thủ, biết ly dục một phần, biết suy tưởng một phần các pháp rồi nó sẽ vô thường, rồi nó sẽ khổ não, rồi nó sẽ vô ngã. Cho nên không có còn, không có phải mà coi như là cầm nắm giữ thân thương triều mến và mãi mãi sẽ là miên viễn ở trong cuộc đời này, không có thể được. Rồi tất cả chúng ta đi theo cái con đường đi của mình, đi theo một cái giới tánh của mình, đi theo cái nghiệp riêng của chính mình, đi từ đời này qua đời nọ, đã từ xa xưa xuất hiện cho đến bây giờ, và tiếp tục từ bây giờ sẽ xuất hiện đi đến nhiều cõi giới khác nữa. Và làm sao mà tu tập, khi nào mà không còn sanh thì khi đó sẽ không còn già chết sầu bi khổ não. Sanh đã diệt thì tất cả các pháp sẽ được chấm dứt, sanh không còn nữa. Cũng như thức diệt, danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập không có mặt, lục nhập không có thì làm sao có xúc, có thọ, có ái, có thủ. Mà không ái thủ thì làm sao có sanh thủ, nghiệp thủ để già chết sầu bi khổ não trong tương lai. Và lúc đó tâm không còn cái gì nữa, nó chỉ là một trạng thái tịch tịnh vắng lặng. Cuộc đời còn có vui thì cuộc đời còn có buồn, mà cuộc đời không vui nó buồn, một trạng thái tịch tịnh vắng lặng. Cũng như khi xuất chạm việc đời, tâm không động không sầu. Chúng ta thấy nó vô vị, có phải không? Nhưng trong cái vô vị đó chính là ngọt tuyệt vời. Cái ngọt đó chính là sự an lạc, giải thoát, chính là niết bàn. Bởi vì chúng ta tầm cầu cái vị ngọt của cuộc đời. Làm sao mà chúng ta cảm thấy cái cuộc đời này mà nó vô vị, nó vô vị, thì ngay khi đó chúng ta sẽ tìm được cái vị giải thoát của niết bàn. Dạ. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày qua cái bài kinh bất động hôm nay. Cái lý pháp rất là thâm sâu, và kính bạch quý ngài, chúng con có đôi điều trình bày như vậy, mong chờ cái sự thảo luận thích của quý ngài để vào hôm nay được thành tựu, được tốt đẹp hơn, rõ ràng hơn nhiều. Và kính gửi đến toàn thể quý vị là như vậy. Nếu có điều chia sẻ thất kính nữa, mong chư tăng cùng quý vị quan hỷ cho. Kính chấp những thời gian trước nơi đây, trước khi những lời kính dân Phật Pháp là để được trở nên thức thế đại thiên vương, các vị trẻ thiên vương để chẳng pháp, kính dân đến các bậc thầy tổ và thân bằng nguyên thuộc đã qua giảng. Kính dân Phật này đến các vị trẻ thời chư thiên, và mong các bậc thầy tổ và tất cả chúng sinh được an lạc, những tâm quả trong Phật Pháp. Kính dân Phật này đến sư trưởng, cùng với sư huynh thầy lực, các bậc thầy tổ, cùng tất cả quý vị đã an nhân đã quá vãng, xin tất cả được an lành và tốt đẹp. Nam mô Bổn Thầy, nam mô Tam Ma, nam mô Sa Khai. Ta thu kinh từ tập như vậy. Nam mô Bổn Thầy, kính đại lễ sư tổ siêu, đại lễ sư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Sau bài giảng từ tập chuyên quyền, chúng ta đi vào phần thảo luận. Mà từ tập thầy siêu, từ tập có mặt ở trước máy không? Nếu từ tập thầy siêu nghe được thuyết trình, từ tập hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên.
một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Từ Siêu, Thượng Tọa có mặt ở chút máy không? Dường như Thượng Tọa Từ Siêu không nghe được. Thượng Tọa Pháp Tân ơi, Thượng Tọa Tân có mặt ở chút máy không? Có Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có mặt ở chút máy và nghe được không? Dạ. Thì đó Tân, ở trong đời của chúng ta đó, có nhiều cái bước tiến bộ, và từ bước tiến bộ này sang bước tiến bộ khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta tự hoan hỷ với mỗi bước thì chúng ta có thể rơi vào sự dính mắc, không đi tới được nữa, dậm chân một chỗ. Nhưng mà nếu chúng ta không có khoan hỷ với bước tiến bộ đó thì chúng ta sẽ lui sụp, sẽ đi tụt lùi lại phía sau. Thì theo Thượng Tọa Pháp Tân, nó làm cách nào mà chúng ta đủ tha thiết để đạt đến, nhưng mà rồi đủ cái sự khả năng buông xả để từ bỏ, làm sao được ở trong cuộc sống này? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ chia sẻ một vài suy nghĩ về điểm này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyên, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Hội Tính cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Con nghĩ rằng cái đường tu đó thì rõ ràng là khi mà mình tu tập thì nó có cái chỗ, cái việc đó là có những việc chúng ta dễ làm, có những việc chúng ta khó làm. Và cuộc tu thì cũng từ thấp lên tới cao, cũng từ cái việc mà chúng ta có thể dễ làm hoặc là khó làm. Thì con nghĩ rằng là cái đường tu đó thì nếu một người có thành tựu được một cái việc gì đó, giống như là cái điều mà con nhớ ở trong kinh mà tìm lỗi cây vậy đó, dụ lỗi cây vậy đó, thì mình có thủ đắc cho một cái gì đó thì về danh xưng hay là về giới hạnh hay là về một cái gì đó thì cái đó nó cũng chẳng qua là một cái chặng đường để mà mình đi qua thôi. Rõ ràng thì khi mà mình không hoan hỷ với những cái thành tựu của mình thì nhiều khi mình dậm chân chỗ, dậm chân tại chỗ, nhiều khi mình tụt luôn, tụt lùi. Nhưng mà nếu mà mình hoan hỷ mà mình tự mãn với những cái gì mà mình thành tựu mà có được đó, thì rõ ràng là mình cũng dựng chân tại chỗ. Cho nên con nghĩ rằng cái mục đích tu á, thì cái việc tu của một người tu á, thì mình theo con nghĩ rằng mình xác định được là cái việc gì nó chính, việc gì nó quan trọng. Thì đối với một người tu, theo quan điểm của con nghĩ rằng mình tu là để mình được cái an lạc nội tâm, mình được cái sự thành tựu xả bỏ. Bởi vì nếu mà mình không có xả bỏ vướng mắc, mình bị vướng mắc nhiều quá thì rõ ràng là mình cũng không có thể được thanh thản được. Cho nên là mỗi cái, theo con nghĩ là một cái đường tu mỗi lúc á, thì nếu mà mình tự mãn với những cái gì mà mình có, mình thành tựu được ấy, thì rõ ràng mình dậm chân tại chỗ. Mà mình không có cái ý chí để mà mình vươn lên nữa đó, thì mình cũng bị đứng luôn lại tại chỗ. Và có nhiều khi mình còn phải tụt lùi nữa. Vì vậy cho nên là
nếu mà mình đặt cho cái việc là để mà mình tu tập để đạt được cái sự giải thoát thì mình phải tập cho cái tâm của mình nó biết cái xả bỏ những cái dướng mắt, xả bỏ dướng mắt. Bởi vì càng dướng mắt chừng nào thì lại càng khổ chừng ấy. Nếu như mà mình giữa cái thực tế giữa cuộc đời đó thì có những cái mà ràng buộc, có những cái mà ràng buộc, và ràng buộc đó mà mình xử sự được trong cái hoàn cảnh đó, tập cho cái tâm của mình đụng việc tới thì mình xử sự, mình giải quyết cái công việc đó, nhưng mà mình đừng để cho cái tâm của mình nó dướng mắt, dù là cái việc đó nó thuận hay nó nghịch, nó tốt hay là nó xấu như thế nào đó, mình đừng để tâm nó nhiều. Bởi vì nếu mà mình để tâm nó nhiều quá thì mình bị trói buộc vô trong đó. Nếu cái sự thành cái việc mà nó thành công á thì mình cảm thấy như nó là cái điều mà mình tự mãn. Còn nếu mà nó không thành công á trong cái điều đó thì mình nghĩ rằng tại vì nó trở ngại cái này hoặc là nó chướng ngại cái kia. Do vậy đó thì con nghĩ rằng mình tu trong cuộc đời này thì con nghĩ rằng mình cứ mỗi từng bước gì, mình làm việc gì mà mình thấy rằng việc đó là việc thiện, việc đó là việc tốt, việc đó mà làm lợi ích cho cái việc tu tập cho chính mình hay là tha nhân gì đó, thì con nghĩ rằng mình cứ làm việc đó. Rồi đó là sau mỗi cái lần mà mình làm mà thành công rồi đó thì mình cứ lấy đó để rồi tiếp tục mình lại làm những việc khác nữa. Bởi vì mình chỉ có cái bỏ, cái từ bỏ đó thì mình mới có thể làm được những cái việc khác tốt hơn. Do vậy đó thì con nghĩ rằng cái đường tu là một cái việc tích trữ công đức. Những cái việc mà mình hành thiện ở trong đời sống hàng ngày là cái việc tích trữ công đức. Và cho nên là mình nhìn đi nhìn lại đó thì đời thì có lẽ là ai cũng muốn mình được cái tốt đẹp, nhưng mà rồi đó thì mình cái việc mà mình tu tập là gì chính đáng. Cho nên là cái mục đích cuối cùng mình làm sao để rồi cái tâm của mình nó thanh thản, con nghĩ rằng đó là điều mà cần làm thôi. Để rồi mình giữ một cái trạng thái ở nội tâm, chứ nhiều khi rồi mình không giữ trạng thái ở nội tâm tốt á thì mình bị cuốn hút vô trong những cái hoàn cảnh đó. Cho nên nhiều khi rồi mình bị giống như là bị những cái điều đó nó cuốn hút mình, rồi mình không có vượt ra khỏi thì nó bị trói buộc. Thì theo con nghĩ rằng mỗi cái sự thành tựu của mình là những chặng đường, và những chặng đường đó thì chúng ta qua những cái chặng đường đó thì chúng ta rút tỉa được những cái kinh nghiệm gì, những cái gì tốt thì chúng ta cố gắng tiến tiếp tục nữa. Mà cái mục đích cuối cùng là mình tu tập để mình xả ly, mình giải thoát, tu tập được sự an lạc ở nội tâm là con nghĩ là điều đó là cần thiết rồi. Cho nên là mỗi cái chặng đường thì không sao mà nó suôn sẻ được hết. Nó có những cái thử thách trở ngại, rồi có những điều này điều kia, và như vậy thì mình cần phải vượt qua thôi. Cái suy nghĩ của con là như vậy. Con xin góp cái ý trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Thượng tọa trả lời. Dạ, thưa quý vị, thưa tọa pháp tử, mà thưa tọa từ siêu hơn, thấy thưa tọa đã vào cấu trúc máy, không biết bây giờ thưa tọa có nghe được không? Nếu thưa tọa nghe được thì thưa tọa khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ. Thưa tọa từ siêu, ở trong nguyên văn bản kinh đó, có câu là nếu trước không có như vậy thì
có thể không là của ta. Nếu sao không có như vậy thì có thể là không là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có. Có gì đúng với cái nguyên văn Phạn ngữ không? Và cái câu đó nên được hiểu như thế nào? Xin kính thưa tổ Hoa Thị giải rõ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị, cái câu thảo luận số 2 này, câu này cũng không phải là đơn giản, không phải dễ. Bởi vì ở trong nguyên văn Pali Nu chát sát nu chát mê sĩ già Đắc phẩm huyết sạch tí Nam phẩm huyết sạch tí. Cái này thì cái mạch văn rất là sâu, chúng ta dịch không phải chỉ đơn giản thôi quý vị. Chúng ta chỉ ở đây chứ thì chúng tôi phải lần theo chú giải. Cái câu đầu tiên Đức Phật nói rằng Nô chát sát Nô chát mê sĩ già, thì ở đây trong chú giải thích sát chê mai hăng bất bê quanh chức vị thăng cầm ở quát tăng nạ ai dung thì tăng ác sát. Thì ở đây cái câu giải thích cái chữ nô chê ác sát thành nhìn nô chát sát, nô chê ác sát. Chữ nô chê ác sát đó thì được chú giải giải thích là sát chê bài hăng bất bê bài chú nguyên thăng cầm tăng nã ai du thì tăng ác sát. Ác sát là một động từ. Chúng tôi phân tích nó lượng thượng như vậy là để chúng ta lần mò theo cái dấu vết có ý nghĩa. Nếu trước đâm cái loại nghiệp luân hồi mà ta không có tạo đó, dân mê đăng etarahi e quan quen cho quý thân quý ca quý bà có quá tăng e tăng mê sĩ già nắp vào quá tay già già thí a thô. Chữ a thô có nghĩa là ý nghĩa. Nếu trước mà năm cái nghiệp luân hồi đó
không có tạo đó, thì bây giờ năm cái quả luân hồi đó không có, nó không có diễn biến. Cái này là nói theo người duyên sinh thưa quý vị, nói theo duyên sinh. Ở đây nếu mà chúng ta nói theo quá khứ đó, vô minh và hành, ở trong vô minh và hành đó đó, thì nó phối hợp với cái bóng. Vô minh và hành là cái gốc, và cái ngọn là phải kể là ái thủ. Bởi là vô minh, ái thủ có mặt thì có mặt vô minh, và hành tức là hữu, là nghiệp hữu. Thì Tây Chú Nguyên Thăng là năm cách này đó, thì lẽ ra chỉ nói vô minh và hành là đủ rồi. Nhưng mà vì để cho hiểu rõ thì chúng ta phải lấy năm phần, tức là hiện tại lấy thêm ba phần nữa: ái thủ và hữu, nghiệp hữu, ái thủ và nghiệp hữu, tanh ha ba đa năng và cam bát pha ngu. Như vậy tổng cộng là năm cái bên trong cái thân cam bát quá tăng. Nát du hi tăng tức là không có tích trữ, không có tích lũy, hay là không có quân tập, không có quân tập. Thì bây giờ năm cái quả luân hồi đó, tức là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, năm cái đó nó không có, nó không có mặt. Còn cái câu mà nó quýt tí đó, kế tiếp nó quýt tí, thì ở đây giải thích sắc chê ta ra hít bên trong người thân cam quát tăng à vú nắp phụ quýt tí. Nắp mê phụ quýt tí tí thì được giải thích là tắc vinh ác tí à na cà tê mê bên trong người thân quý ba có quát tăng nắp phụ quýt tí. Cái câu mà ở trong mạch văn của chánh tạng đó mà quý vị phải đọc theo phải dò theo chữ sau cái dấu chấm phẩy nạp phèo quýt tí nạp mê phèo quýt tí, thì ở trong này được giải thích là nếu như mà hiện tại đó năm cái cầm bá quá tá ai du hi tăng nạp phèo quýt tí không có quân tập, thì ở tương lai sẽ không có năm cái quả luân hồi. Năm cái quả luân hồi là quý vị cứ tưởng tượng cái vòng thập nhị nhân duyên đó, thì quý vị sẽ biết hồi nãy cái câu trước là nô chát sát nô cho mê si gia đó, thì cái đó là nói về nhân quá khứ quả hiện tại. Nhân quá khứ có năm, tức là vô minh hành ái thủ hữu, cho sanh ra quả hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Nếu như trước đây cái nhân quá khứ mà không có quân tập thì sẽ không có năm cái quả luân hồi hiện tại. Và cái câu kế tiếp là nếu như hiện tại mà không có năm cái nghiệp luân hồi tích tập. Năm nghĩa luân hồi đó là gì? Tức là lấy cái gốc á, cái ngọn là cái vô minh và hành, nhưng mà cái gốc là ái thủ hữu. Hồi nãy nô chát xá ở trên đó, thì cái gốc là vô minh hành, cái ngọn á, là ái thủ hữu. Bây giờ cái câu nói nạp phá quý sử tí thì phải lấy cái gốc á, là ái thủ hữu,
Và cái ngọn tức là cái bóng ở phía sau đó, bởi vì quý vị biết rằng hễ ái thủ có mặt thì vô minh có mặt, mà ở đây tức là cái bóng của nó là hành. Nếu hiện tại mà năm thứ đó mà không có tích quân tập đó, thì ở tương lai sẽ không có năm cái quả, năm cái quả luân hồi. Cái bóng của cái bóng của năm cái quả luân hồi là cái bóng của ái, của sinh, sanh già chết, sầu bi khổ oai. Cái mà gọi là sanh già chết, chati chara maranam, thì cái bóng của đó tức là ái thủ hưởng thức. Bởi vì sanh chati ở đây đó tức là chỉ cho thức. Khi mà thức tái sanh đó thì có thức quẩn quả tái sanh ở cõi ngũ quẩn, ở cõi tứ quẩn và ở cõi nhất quẩn, tức là cõi vô tưởng, tức là 31 cõi tái sanh. Và thức đó nó tạo ra tái sanh bốn loại, tức là noãn thai thập quá. Cho nên cái thức đó nếu mà ngay trong hiện tại thì chúng ta gọi là thức tái sanh, thức duy danh sắc. Nhưng mà nói về ở tương lai thì mình không có kể, không có kể kỹ gì, mình chỉ nói là sanh được rồi. Và bắt đầu sau khi tái sanh cha tí, thì cha tí duyên, sanh duyên cho già chết sầu, sầu bi khổ oai. Thì ở đây đó chúng ta phải hiểu rằng trong cái câu đối này là ở hai cái vế, ở hai vế quý vị nên nhớ. Cái chỗ này chắc có lẽ là chúng ta phải tôn đậm lên cái chữ nào là cái chữ chánh tạng, chữ nào là chữ chú giải, để chúng ta hiểu. Nô chát xá, nô chăm mê xí già tiết, cái đó là chữ đậm. Rồi còn lại là chữ chữ nhạc. Rồi cái câu nát phá quýt xa ti tí là chữ đậm. Nát phá quýt xa ti là chữ nát mê phá quýt xa ti tí là chữ đậm. Còn nhiều là chữ nhạc. Giờ đắc thí dân phu tăng tăng bạch chà nà mi. Giờ đắc thí dân phu tăng bất chánh nam ý ở đây được dịch là vì hiện tại có ngũ quẩn, hiện tại có ngũ quẩn hình thành. Chữ etarahi là trạng từ chỉ thời gian, thì nói là hiện tại. Và dân phu tăng, ác thí dân phu tăng khanh thác bên chân căng, tức là hiện tại có ngũ quẩn hình thành. Tăng bạch nam biết bạch chan bạch chà hà biết bạch chà hà biết, là ta phải từ bỏ cái ngũ quẩn đó. Thì ở đây thưa quý vị, toàn bộ cái câu thảo luận số 2 này được trích dẫn nô chát sát nô cho mê si gia. Nếu mà luận về, nếu mà ở quá khứ đó, ở quá khứ mà mình không có tạo ra vô minh hành ái thủ hữu, thì nó sẽ không có quả hiện tại là thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Và nếu như hiện tại mà không có tích lũy ái thủ hữu vô minh và hành, thì ở trong tương lai không có sanh già chết thức danh sắc lục nhập xúc thọ ở trong tương lai. Và ngay trong hiện tại này năm quẩn đã được hình thành, thì ta hãy từ bỏ năm quẩn đó, tức là đừng có chấp cái tôi cái ta ở trong đó. Đây là ý nghĩa của cái câu chánh kinh này, và mang ý nghĩa như vậy. Chúng tôi xin được trình bày
chỉ trình bày cho gọn, cho dễ hiểu thôi quý vị. Nếu mà nói dông dài quá, cái tự nhiên là quý vị sẽ không nắm bắt được. Xin tỉnh chúng tôi được đón trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sao thú kích riêng Thư Tọa Tự Siêu. Mà Thư Tọa Tự Siêu nhân Thư Tọa đã ở trước máy rồi. Thư Tọa thì nói thêm là tại sao chúng ta đang nói về các thiền chứng, các sự thành tựu, ngay cái sự thành tựu bất động, đó là sự thành tựu vi diệu. Nhưng mà tại sao trong những sự thành tựu đó, nếu mà mình nghĩ rằng đây là ta, đây là của ta, thì nó có vấn đề. Vấn đề là nằm ở chỗ nào? Tại vì có nhiều người nghĩ rằng ô, tốt quá mà, mình đạt như vậy, mình chứng như vậy, mình an trú như vậy thì tốt quá. Nhưng mà tại sao mình chấp thủ, nếu một người chấp thủ đây là ta, đây là của ta, thì nó có vấn đề. Chúng tôi có thể giải rõ về ý nghĩa này không? Kinh thánh thưa tôi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Chúng ta cũng nói cái vấn đề này nó liên quan đến ở trong thập địa nhân duyên, tức là duyên khởi, cái pháp duyên khởi. Thì thủ ái duyên cho thủ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Mà thủ ở đây tức là dục thủ, tức là tham, tham cảnh sắc cảnh tinh. Khi bị xúc cái này chúng ta khỏi nói đến. Kiến thủ là thường kiến và đoạn kiến. Giới cấm thủ là cái sự cố chấp theo những cái khổ hạnh tà đạo. Và cái cuối cùng gọi áp tắc qua đúc ba đa năng, tức là ngã luận thủ. Ngã luận thủ, nhưng mà thường thường người ta gọi là, các bản kinh dịch là ngã chấp thủ. Bỏ cái chữ qua đá đi, người ta dịch ra chữ úp ba đa ná áp tắc qua áp tác upadana thôi. Cho nên dịch như vậy là còn thiếu, thì chúng ta phải dịch là ngã luận thủ, tức là quan điểm, chấp theo cái quan điểm cái tôi và cái ta. Mà hễ có thủ, tức là có ngã luận thủ, thì thủ nó duyên cho hữu. Hữu ở đây là nghiệp hữu, rồi hữu duyên tái sanh tiếp tục. Vì vậy cho nên nổi cái mà đối với ngũ uẩn, mà mình khi mình đạt được một cái thiền chứng như thế nào đó, khi mà cái thiền chứng đó cần phải được thấy nó là vô thường, là khổ não, là vô ngã, thì như vậy mới chuyển, mới từ bỏ được, mới từ bỏ được để mà chứng đắc đạo quả A La Hán, chấm dứt sanh tử luân hồi. Chứ còn nếu như mà còn chấp thủ, đây là ta, đây là của ta, đối với sự thành tựu mà chúng ta đối thành tựu thiền thôi, nhưng mà mình suy nghĩ như vậy là bắt đầu mình rơi vào cái vòng bánh xe, mình rơi vào cái bánh xe luân hồi nữa. Cho nên ngay cái chỗ này, khi mà được thành tựu thì phải lập tức bẻ gãy cái mắt xích này đi, tức là không có chấp thủ, thì như vậy mới từ cái bàn đạp này, từ cái chỗ mà Adencha Sapaya, là cái sự về cái Patipada. Cái Patipada này tức là cái hành lộ hay là con đường. Cái con đường thiền định này mới chuyển sang được cái tuệ quán minh sát và chứng quả A La Hán. Chứ còn nếu mà mới có đắc được thiền sắc giới, rồi cái thiền vua sắc giới, đạt phi tưởng mà cứ nghĩ là cái sự nghĩ là ta là của ta đó, thì trong trường hợp này là chúng ta lại quay trở lại chung vào trong cái rọ của chung vào cái rọ, hay là
chúng ta nhập vào bánh xe sanh tử luân hồi tiếp tục, chứ không có hướng đến. Cái chỗ này quan trọng lắm thưa quý vị, là bởi vì không phải chỉ đơn giản như chúng ta hiểu là vị tỳ kheo giữ giới rồi xong thu thúc lục căn rồi chánh niệm tỉnh giác, diệt trừ năm triền cái, chứng và trú sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, vượt qua sắc giới, chứng thiền vô sắc giới, rồi vị với tâm định tĩnh thuần tịnh, vị ấy hướng đến cái sự đoạn tận các cái lậu hoặc. Không phải chuyện dễ thưa quý vị, muốn hướng đến sự đoạn tận các lậu hoặc từ ngay chỗ Appana Samadhi định năng chỉ mà chúng ta chứng đạt đó, cái vị ấy chứng đạt thì vị ấy phải bỏ chấp đi, phải bỏ chấp đi. Bởi vì nếu còn ngã luận thủ, ngã chấp thủ thì thủ này nó duy cho nghiệp hữu này, nó sẽ đưa đến cái sự luân hồi chặt tiết tiếp tục. Cho nên ở đây trong cái sự chấp thủ đây là ta, đây là của ta đó, thì cái này nó sẽ có vấn đề đối với sự thành tựu nào đó. Nếu không khéo là chúng ta sẽ rơi vào cái dòng lẫn quẩn luân hồi nữa. Cái này nó thuộc kiến thủ, nó thuộc phiền não, ngã chấp thủ thuộc phiền não. Một phiền não thì nó lại duyên cho nghiệp phiền não. Phiền não luân hồi thì duyên cho nghiệp luân hồi. Nghiệp luân hồi đưa đến quả luân hồi, cứ vậy thôi. Hễ mà chúng ta không muốn, chúng ta không muốn cái dòng nước cuốn trôi chúng ta, thì chúng ta phải băng ngang, lội ngang, chúng ta leo lên bờ thì không bị nước cuốn trôi. Chứ nếu mà chúng ta cứ bơi sải tay đập đùng đi theo cái dòng nước là chúng ta sẽ bị cuốn trôi mãi. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi số 3 như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Chào thưa quý trường, thưa tòa, thưa siêu. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính đang có mặt ở trước máy, xin Đại Đức Pháp Tính hoàn thành trả lời cho câu thảo luận số 4. Đại Đức Pháp Tính, ở đây chúng ta nói một điều là nếu mà mình chấp thủ một cái giai đoạn nào đó của cuộc tu đó, thì chúng ta kẹt tại đó, chúng ta không thể lên đường được, không thể đi tới được, bởi vì chúng ta kẹt ở đó. Nhưng mà ở ngoài đời đó người ta có nói quan trọng là họ nói rằng ở trong cái hành trình của cuộc sống đó, thì khi mà đến cái đỉnh điểm nào đó, một người khôn ngoan là phải biết dừng lại, họ gọi là sức mạnh của điểm dừng. Khi một người họ đi đánh bài, họ đang ăn, họ có khả năng ngừng lại và họ bước ra khỏi sòng bài đó, thì người đó không có bị tán cái tán vào bại sản. Nhưng mà nếu đã đang cái trứng mà đã ăn bài mà cứ hăng máu quá tiếp tục hoài thì cuộc đời sẽ tiêu ba. Hay là một người đi vào trong quan trường, thành công ở trong danh lợi, nhưng mà ở cái điểm nào đó mình phải hiểu rằng mình đến dừng lại. Tại vì nếu mình không dừng lại mình đi tới thì mình sẽ xuống dốc, giống như mình lên một ngọn đồi, tới cao điểm sẽ đi xuống, và lúc đó thì tàn lụi. Tại đây có nhiều nhạc sĩ, có nhiều ca sĩ đó, họ chết thời trẻ đó, họ nói cái đó tốt hơn, tại vì họ chết giữa cái thời mà họ đang cao điểm của danh vọng. Nhưng mà nếu họ sống lâu hơn nữa thì có thể là cái đoạn sau nó trở nên mờ nhạt, trở nên nhàm chán, và họ mất đi cái hình ảnh đẹp trong lòng mọi người. Thì người ta gọi đó là sức mạnh của điểm dừng. Là nếu không tính, ở trong cuộc tu khó, chúng ta có cái hiện tượng là mình nên dừng ở điểm nào đó không? Xin thỉnh ý kiến của điểm không tính. Nam mô Bổn Thầy. Con xin thành kính lãnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam chính nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng.
với những cái thí dụ mà Thượng Tọa vừa nêu ra, thì đối với ở thế gian thì nó sẽ có một cái điểm dừng, có nghĩa là chúng ta đến một cái cao trào nào đó trong nhiều cái lĩnh vực, dù đó là lĩnh vực của kinh tế hay là cái lĩnh vực của thể thao, hoặc là lĩnh vực của cái sự thành đạt, công danh, sự nghiệp gì đó, thì nó luôn luôn là phải có cái sự nhắc nhở cho mình là đến cái một cái lúc nào đó là mình phải dừng lại, vì nó không thể nào mà nó bền vững được, không thể nào bền vững được hết. Còn đối với ở trong đạo đó, khi mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta không có điểm dừng, có nghĩa là chúng ta tu tập khi mà chúng ta đoạn trừ, rốt ráo được những cái lậu hoặc, thì tự nhiên lúc đó là việc cần làm đã làm xong, sau đời sống này không còn đời sống sức khác, thì tự nhiên lúc đó là không phải mình dừng nữa, nhưng mà là do đã xong phận sự, đã làm cái công việc đó xong rồi, thành ra mình không còn cái sự tiến tu nữa, mà lúc đó chúng ta chỉ có cái sự mà gọi là an hưởng cái hạnh phúc giải thoát. Vậy thì có người ta nói rằng là tại sao mà có những vị A-la-hán vẫn còn đi khất thực hoặc là đi thuyết giảng, thì cái điều đó nó là một cái khía cạnh khác, có nghĩa là lúc đó không phải là cái sự tu tập nữa, mà lúc đó trở thành là một cái người, một cái vị để mà đi tế độ, đi tế độ với những cái chúng sanh có cái duyên lành. Thì trở lại cái vấn đề chính là mình thấy rằng là ở thế gian thì phải biết dừng, còn ở trong cái sự tu tập thì chúng ta tu tập đến khi nào mà chúng ta đoạn trừ được lậu hoặc rồi thì coi như là lúc đó là tự nhiên cái đó được gọi là cái điểm dừng. Cũng như quý vị nhớ có một cái tích truyền mà nói về một cái vị võ sĩ đã, cũng như là đã thành công trên rất là nhiều cái khán đài, thì một lần đó cái vị đó mới đi ngang qua nghe chư tăng đang tụng cái bài kinh vô thường khổ não, là sắc này không phải của các ông, dù là sắc quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc là sắc khô, sắc tế, vân vân. Nói chung là tụng bài kinh đó nói về khổ quẩn. Thì cái vị võ sĩ đó đã nhận ra được, cái vị võ sĩ đó đã nhận ra được là ở trong tất cả các pháp nó đều có cái sự vô thường hết. Thành ra những cái lá cờ mà mình chiến thắng thì một ngày nào đó nó cũng mất đi. Thành ra cái vị này đã phát tâm đi xuất gia. Thì quý vị thấy rằng khi cái vị này vào ở trong cái đời sống xuất gia rồi đó, vẫn tinh tấn tu tập rất là nhiệt huyết. Trong một cái lần đó, vị này tinh tấn mà đi kinh hành rồi, do mệt quá rồi cái sự tinh tấn quá đó, thành ra hai bàn chân đã chảy máu, mà vị này cũng không có ngừng tinh tấn và tiếp tục mà bò đi ở trên đường kinh hành. Thành ra lúc đó một người thợ săn mới thấy rồi tưởng đó là một con nai, nên đã dùng một cái lao để phóng vào, rồi cái vị đó đã bị trúng với cái cây lao đó, nhưng mà cái vị này vẫn bước tiến tới cái tượng đá, một cái tượng đá để ngồi dựa vào đó, và đã rút cái mũi lao ra, rồi lấy những cái cọng cỏ ở đó để mà bó cái vết thương lại, nhưng mà cái vị này vẫn tiếp tục tu quán minh sát, và cuối cùng chứng đắc được đạo quả. Sau khi chứng đắc được đạo quả thì vị này đã nói lên những cái câu kệ về
cái đời sống của mình từ ở trong quá khứ đó, thì do cái nghiệp ở trong quá khứ, cái thiện nghiệp mà đã từng là cái vị võ sĩ đã đem những cái lá cờ đó lên cúng dường cái tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật ở trong quá khứ, thì nó nhờ cái duyên lành vậy đó mà đã nhắc cái vị này tu tập khi mà nghe chư tăng tụng kinh. Thì chúng tôi muốn kể ra cái câu chuyện này đó, thì quý vị thấy rằng rõ ràng là đối với cái danh vọng, khi mà vị này đạt được những cái giải quán quân rồi, khi mà đi ở bên hông chùa nghe chư tăng tụng những cái bài kinh về ngũ uẩn, vô thường, khổ, vô ngã, vị này cũng đã chợt hiểu ra và đã dừng lại với những cái địa vị mà quán quân mà mình đã đạt được những cái lá cờ đó. Đó thì câu chuyện này minh chứng rằng cho chúng ta thấy rằng là đối với thế gian, những cái nghề nghiệp, những cái địa vị, những cái chức vụ, bất cứ ở trong cái lĩnh vực nào, đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải ngừng lại thôi. Tại vì đối với cái các pháp hữu vi nó là vô thường, hoặc là đối với cái ngũ uẩn này cũng vậy, nó sẽ đi đến cái tình trạng già chết, thành ra mình phải ngừng trước cái điều đó để mà chúng ta tu tập. Còn đối ở trong thiện pháp, khi mà chúng ta tu tập mà tràn đầy rồi đó, thì lúc đó chúng ta đã đoạn trừ hết tất cả lậu hoặc, thì lúc đó chúng ta không muốn dừng thì cũng là phải dừng thôi, là có nghĩa là tại vì cái việc cần làm mình đã làm xong rồi, thành ra lúc đó coi như là nó đến cái kết quả là mình đã hoàn thành rồi, thành ra chỉ có lúc đó là mình mới ngừng lại thôi, chứ ở trong thiện pháp thì nó không phải là như đối với thế gian, mà đến một lúc nào đó chúng ta phải ngừng, mà phải nói rằng là việc cần làm chúng ta đã làm xong rồi, chứ không phải là dừng lại. Nó khác với thế gian là như vậy. Đây là những cái ý con xin được trình bày cho câu thảo luận số 4 mà Thượng Tọa vừa nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Sa thuộc cái chân để được học tính. Bạch Chi Thông Đức và Thương Quý Phật Tử, còn ít thì giờ chúng tôi xin được chia sẻ thêm một vài điều liên quan đến bài hôm nay. Và sau đó thì có một vài điều liên quan đến đại dịch Corona. Thưa quý vị, trong tất cả mọi tình huống của cuộc sống, trong cái nhìn của, qua cái nhìn mà chúng ta hiểu về Phật pháp, thì tâm đóng vai trò quan trọng. Và tâm thì chúng ta nói nhận thức, một ở trong những điểm mà nhận thức ấy, khi cho chúng ta bị kẹt, đó là sự chủ quan. Nói một cách khác là chúng ta đem vào trong cái ngã tính, là cái ngã tính. Chúng ta lấy một ví dụ là nếu quý vị là một người chủ gia đình, hay là một người điều hành một công ty, hay là một người có cái trách nhiệm đối với một cơ sở, một ngôi chùa, vân vân, thì thứ vì khi mà chúng ta phải giải quyết tất cả mọi việc này, thì phải nói rằng chúng ta càng khách quan á, thì chúng ta giải quyết câu chuyện nó càng chính xác. Mà chúng ta càng chủ quan á, thì nó lại càng có nhiều vấn đề. Cái sự chủ quan, khách quan như thế nào? Một cái người mà giải quyết vấn đề sự chủ quan á, thì luôn luôn nghĩ đến ta, nghĩ đến của ta, nghĩ đến từng ngã của ta. Và khi nghĩ đến điều này đó, thì tự nhiên vấn đề nó không có xác thực,
Ví dụ như là có hai người khác ở trong chùa và họ có sự bất hòa với nhau, đem đến trình bày với vị sư cả hay vị trụ trì. Và nếu vị sư cả, vị trụ trì nhìn sự việc nó qua cái lăng kính của là người này là người thân của mình, người này không thân của mình, người này mình thích hay người kia không, mình không thích, thì cái sự nhận định của ta nó có phần thiên biệt, có phần thiên lệch. Chúng ta thường sống với sự thiên vị đó ở trong cuộc sống mà mình nghĩ là nó hoàn toàn vô hại. Nó hoàn toàn vô hại. Bởi vì sao vậy? À, con người mình thức, ngủ, thở vô, thở ra là luôn luôn với cái thái độ chủ quan. À, đây là văn hóa của tôi là người Việt Nam thì cái này nó phải tốt. Tôi là người Đông Phương, cái này phải tốt. Tôi là người Phật tử, cái này phải tốt. Tôi là người theo đảng Cộng Hòa, cái này phải tốt. Tôi là dân chủ, phải tốt. À, tôi là thế này, tôi là thế kia, vân vân. Thật ra người ta hay có cái nhãn hiệu. Và người ta dựa cái nhãn hiệu đó để họ hãnh diện. Dựa cái nhãn hiệu đó để họ bài xích. Nhưng mà thật ra nhãn hiệu, cái chỉ nhãn hiệu thôi. Chúng tôi lấy ví dụ là ở tại Mỹ này đó. Chúng tôi sống lâu ở Mỹ này, chúng tôi có biết là có một số Phật tử họ chỉ thích có một hiệu xe duy nhất là Toyota. Và có những người khác chỉ thích một hiệu xe duy nhất là Nissan hay là Honda. Thì chúng tôi cũng đồng ý rằng cái người xài Toyota lâu thì họ cũng có biết nhiều về Toyota. Người xài Honda lâu ngày họ biết về Honda. Nhưng bảo rằng chỉ có Honda là tốt, chỉ có Toyota là tốt, tất cả những thứ khác đều là xấu hết. Lấy công tâm mà nói đó, thì cái nhìn đó thực sự rất là phiến diện, cái nhìn rất là chủ quan. Và cái sự hạn hẹp đó đó, nó chỉ là một cái gì biến mình trở thành một nạn nhân thôi. Một đất nước tự do mà có trình độ như nước Mỹ đó, thì người ta luôn luôn chửi nhau bằng đảng phái hết. À, ví dụ như nói rằng cái đám dân chủ là thế này, đám Cộng Hòa là thế kia. Người Việt Nam chúng ta thường thích cái nhãn hiệu đó. Mình chửi cái theo cách đảng phái thôi, chứ mình không hiểu rằng mình nói ở đó có bao nhiêu người. Ví dụ như chúng tôi nghe rất nhiều người Việt Nam nói là đảng Dân Chủ của Mỹ là theo Cộng sản. Không thể nào có một quốc gia lớn của gia tộc người họ theo Cộng sản, đó là cái gì? Nhưng mà cái đó là cái manh muốn ở trong cái gì đó mà nó ăn sâu giấu kín trong lòng người Việt Nam. Và chúng ta cũng có cách nói, ví dụ như mình nói là chỉ có những người ăn chay đó là mới có tâm từ, mà những người không ăn chay là không có tâm từ. Và thật ra chúng ta biết rất nhiều quốc gia về từ thiện, về xã hội họ rất là tốt, nhưng mà họ không ăn chay. Chúng ta chưa có vượt ra khỏi cái định kiến, những cái định kiến mà ban đầu mình nghĩ rằng cái đó là niềm hãnh diện, nhưng mà thật ra nó tự biến mình trở thành một nạn nhân. Dạ, tự biến thành một nạn nhân. Thì cũng có nhiều người họ thích xài đồ hiệu như vậy. Có những người họ chỉ xài một hiệu nào thôi, từ đôi dép cho đến đôi giày, bộ quần áo, cái nón, cái giống gì cũng là hiệu đó hết. Nhưng mà cái sự ưa chuộng đó, nó chỉ làm cho chúng ta giới hạn là bởi vì có những thứ khác cũng đôi giày đó mà có hiệu khác, hoặc là nó không có hiệu nổi tiếng nhưng mà nó vẫn tốt. Chúng ta từ chối, chúng ta không nhìn nhận điều đó. Và mình nghĩ rằng, mình luôn luôn nghĩ rằng cái quan điểm của mình đúng. Vì vậy cái ngã kiến đó, cái ngã chấp, ngã sở và mạng truyền biên đó, cái nguy hiểm của nó là chỗ nào? Cái nguy hiểm của nó là sự chủ quan, là sự đóng khung, là sự cục bộ, là cái gì đó mà tự mình giới hạn, nó không cho phép mình đi xa hơn. Thưa quý vị, chúng tôi hồi còn nhỏ đó, chúng tôi hay nghe người ta có những cái đoạn văn viết về lũy cha làng, đối với cái đẹp của quê ngoại, của quê tôi này nữa. Thật ra chúng tôi là người lớn lên ở miền quê, thành ra hương đồng cỏ nội, những cái bờ mẫu dài thẳng tóc, cò bay thẳng cánh, những cánh đồng xanh, nó cũng đẹp vậy. Và thật ra ở cái tuổi nào đó chúng tôi nghĩ rằng đó là tất cả, đó là cái gì đẹp nhất. Ngoài cái đó ra, cái thế giới này không còn gì đẹp hơn hết. Nhưng mà kỳ thật khi lớn lên đi chỗ này chỗ kia rồi thì
đồng ý là những cái đồng ruộng của Đại Pháp, nhưng mà đó không phải là tất cả. Bởi vì có khi Đức Phật Ngài thuyết pháp á, Ngài dạy về tuần tự pháp thoại, Ngài nói rằng ngoài cõi người mình ra còn có những cảnh giới khác đẹp hơn. Dạ, ngoài cõi giới đẹp hơn. Chúng tôi có một quen với một bà cụ năm nay là 86 tuổi. Và thưa quý vị, bà cụ có cái nhớ phi thường, là hầu như là hầu hết tất cả những tuần cải lương nổi tiếng bà cụ đều nhớ hết. Dạ. Ví dụ quý vị nói về tuần Thái Hậu Dương Vân Nga, cái tuần mà những cái tuần cải lương Bạch Hải Tướng của Bạch Hải Đường vân vân, thì bà cụ kể bên bách những nhân vật, những cái tình tiết ở trong đó. Và bà cụ nói với chúng tôi một điều rằng thiệt ra ở trên đời này không có cái gì nó hay bằng cải lương đâu sư, không có cái gì mà nó đẹp hơn cải lương đâu sư. Cái lời nó cũng hay, cái nhạc cũng hay, không biết tại sao người ta từ từ ta không có cải lương chứ cái gì hay. Thật ra thì chúng tôi rất là thương bà cụ, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng bà cụ quen thuộc với thế giới đó, sống trong thế giới đó, quen với cái tiết tấu của sáu cô bụng cổ vân vân, thì bà cụ tự nhiên bà cụ rất là thích. Nhưng mà không thể nào hiểu cho bà cụ hiểu rằng ngoài cái đó ra thế giới của phim ảnh, ngoài đó ra thế giới của thứ này thứ khác, nó cũng còn có nhiều cái đẹp mà mình đâu có diễn tả được. Rất khó quý vị, rất khó. Vì vậy chúng ta phải nói như vậy, là để đi xa, đi tới không bị dậm chân một chỗ, thì vấn đề không phải là vượt qua những chặng đường trước mắt, mà vấn đề là phải gỡ những cái dây cột cớ hiện tại. Cái gọi là ngã chấp, ngã sở chấp, nó là cái dây cột chúng ta vào hiện tại. Và khi mình bị cột và mình không biết mình cột thì điều đó còn nguy hiểm. Thứ gì đó là điều chúng tôi muốn chia sẻ sau cái phần thơ của Chư Tăng. Và bây giờ thì chúng tôi muốn đề cập đến một điểm khác. Ngày hôm nay thưa quý vị, có một bài viết tương đối là rất là đáng chú ý từ một cái viện nghiên cứu về y học của Hoa Kỳ. Bài viết này nói về những cái hệ quả dài hạn của một người lây nhiễm coronavirus. Hiện nay chúng ta được nghe là ở trong số hơn 2 triệu người, gần 2 triệu người, 2 triệu rưỡi người bị lây bệnh đó, thì khoảng chừng 1/5, tức là khoảng chừng gần hơn 400.000 người đã hồi phục. Và khi mà chúng ta dùng cái chữ hồi phục đó, thì chúng ta nghĩ rằng là trở lại bình thường. Nhưng mà kỳ thật thì theo những người, những giới chuyên nghiên cứu một cách có khoa học và có thẩm quyền trong y khoa đó, thì một người đã bị lây nhiễm coronavirus không bao giờ trở lại trạng thái bình thường hết. Một khi mà COVID-19 đó đã tàn phá lá phổi, tàn phá một phần của tim của chúng ta rồi đó, thì nó sẽ để lại những vết sẹo. Cái kinh nghiệm của nhân loại cho biết là khi con người bị lao phổi, bị bệnh vi trùng khóc á, nó tàn phá lá phổi đó, mà khi mà họ lành rồi, nó vẫn để lại những cái vết sẹo. Những cái vết sẹo của lao phổi đó nó ít hơn, ít tàn hại hơn là của COVID-19. Đó là những gì người ta quan sát sau thời gian hơn 3 tháng sự việc bắt đầu xảy ra ở tại Vũ Hán, Trung Quốc. Có nghĩa là về lâu dài đó, thì những người mà bị COVID-19 đó, họ sẽ có những vết thẹo ở trong phổi, ở những cái cơ trong những cái cơ trong phổi. Và thưa quý vị, về sau này họ sinh ra nhiều cái hiện tượng ở trong đó, ví dụ hiện tượng là thở khó, hay hoặc giả là đôi khi họ cần tới dưỡng khí, bởi vì cái năng phổi nó không bình thường nữa. Và do cái sự trước khi mà chúng ta đẩy cái COVID-19 ra bên ngoài thì cái hệ thống đề kháng của cơ thể đó, nó phải đạt đến mức độ, nó vận dụng đến mức độ gần như tối đa đó để đẩy ra bên ngoài, thì điều đó nó sẽ làm cạn kiệt đi một số cái năng lượng khác mà thời gian dài nó cũng không có khôi phục được. Thưa quý vị, hiện nay thì ở trên thế giới có
khoảng chừng 2,5 triệu người, hơn 2,5 triệu người bị lây nhiễm. Và người ta nghĩ rằng tới cuối đại dịch thì thay con số lên mấy chục triệu người. Và cái con số người mà bị lây nhiễm nhưng mà tự bình phục mà chưa được thử nghiệm á, không bao giờ thử nghiệm á, con số nó sẽ được một con số rất lớn. Thì điều đó có nghĩa là có những người mà họ phải trải qua những cái khó khăn về sức khỏe ở cái thời kỳ chúng ta gọi là hậu Covid-19. Và điều này nó ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con người, ảnh hưởng đến cái phương tiện di chuyển, ảnh hưởng đến nhiều thứ, nhu cầu sinh hoạt. Và theo các chuyên gia này thì khi đại dịch này đi qua thì những cái vết sẹo tồn động lại từ kinh tế, xã hội, chính trị và đặc biệt là cái buồng phổi của những người bị cảm nhiễm không bao giờ trở lại như trước kia được. Và chúng ta phải chấp nhận sống với đại dịch này cho đến hết cuộc đời của chúng ta. Được xem như là nó là cái chuyện mà con người phải chấp nhận. Thế giới không bao giờ mà trở lại một trạng thái bình thường trước kia được. Dĩ nhiên là về điểm này đó, nó không phải là điều mà chúng ta có thể làm gì được đâu. Chỉ có một điểm mà chúng tôi muốn nhắc ở tại đây là dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta không nên coi thường. Tại sao chúng tôi hay nói điều này là bởi vì thưa quý vị, trong suốt thời gian qua đó, khi mà chúng tôi nói chuyện với chư Tăng Ni và quý Phật tử, thì trước kia thì chúng tôi nhận được một cái thái độ là nhiều người và đặc biệt chư Tăng Ni rất là coi thường về cái COVID-19 này. Và cho đến bây giờ thì khi mà đi ra bên ngoài đó, thì cái chuyện mà phải rửa tay, phải mang găng tay, phải mang khẩu trang, nó trở thành vấn đề rất là bực bội. Nhưng mà bây giờ á, thì mặc dù ý thức được là đó là một chuyện nguy hiểm rồi, nhưng mà nó vẫn có một vấn đề là nhiều người đang mất kiên nhẫn và đang mất kiên nhẫn dần với sự cách ly xã hội. Nhiều người đang mất kiên nhẫn dần dà với cái tình trạng mà không biết bao giờ mà bệnh dịch kết thúc. Và sự mất nhẫn này nó sẽ lộ ra một cái tử huyệt tại chúng ta. Cái tử huyệt đó là chúng ta bất chấp. Cái sự bất chấp cái sự bất chấp nó cũng giống như sự coi thường. Coi thường và sự bất chấp đều cho phép cái sự lây nhiễm lan rộng hơn trong xã hội. Nên Chi rất mong rằng cho dù ở bên ngoài đã có những cái lệnh tháo gỡ và lệnh cách ly và lệnh cách ly xã hội, chúng ta gọi là giãn cách xã hội đó, và cho dù chúng ta thấy có nhiều người đi bên ngoài không mang khẩu trang, cho dù chúng ta thấy tiệm tùng đã mở trở lại, các cơ sở thương mại bắt đầu sinh hoạt lại, nhưng mà đó chỉ là những hiện tượng mang tính xã hội chính trị. Nó hoàn toàn không có gì để bảo đảm rằng sự lây nhiễm ngoài kia đã không còn nữa. Chúng ta phải phân biệt rõ hai điều đó. Cái lệnh mà giải tỏa những cái nguyên tắc về cách ly đó, xã hội đó, nó chỉ là một giải pháp để cứu vãn kinh tế, hoặc là nó mang tính chính trị xã hội, chứ hoàn toàn không có một cái dấu hiệu gì cho thấy rằng sự lây nhiễm đã chấm dứt. Nên quý Phật tử, đặc biệt là chư Tăng Ni, những vị lớn tuổi cố gắng cẩn thận và đừng buông tay ở trong lúc này, tại vì nếu chúng ta coi thường thì chúng ta sẽ trả cái giá rất đắt. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trung Phật pháp của Gautama. Kính trương chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đến lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng ngày hôm nay, con không thấy tín hiệu của tri chúng. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh, xin thay mặt đại chúng trong rung,
Kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm hộp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thượng lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện công đức, nguyện chánh pháp trường tồn. Chúng sinh
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thâm Má xin phép được đóng rung. Trong vài giây tới, kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Tha Giá, dạ cảm ơn. Đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu.